Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Torico đây. Rất vui khi lại quan trong series Run City và xin chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Xin chân thành cảm ơn. Và rồi, chúng ta sẽ cùng trở lại với tập tiếp theo trong series Run City ngày hôm nay. Và chúng ta lại tiếp tục với sự kiện leo tháp thôi các bạn. Nhưng trước đó thì mình sẽ thu hoạch hết vàng đã. Rồi, và ở đây thì chúng ta đang có một chú rồng cũng đang up xong rồi. Trong đây thì mình đang có là 3,2 ngàn con các bạn. Thực ra thì hồi sáng mình có gọi là thu hoạch sót một buổi vì mình có công chuyện về không kịp nên thành ra chúng ta mất đi là 600 con, nhưng bù lại thì mình xem quảng cáo được 1.000 con. Rồi, đó là một trong những cái may mắn đó các bạn. Tuy nhiên thì chặng đường leo tháp còn khá là xa. Rồi, và đây là chú rồng này thì là chú rồng mà chúng ta có được nhờ chúng ta đánh arena đó các bạn. Mình sẽ để nó ở trong môi trường bóng tối. Và thế là chúng ta đã xong một chú rồng. Còn trong đây thì chúng ta vẫn đang tiếp tục là up. Và còn phân tách mảnh thì đã hết những chú rồng Rotus rồi. Nên có lẽ chúng ta tiếp theo sẽ lựa chọn là một là rồng Auclid, hai là rồng Orbit thôi. Nhưng mà về rồng gọi là rồng Auclid thì chúng ta cần thêm khoảng tầm là 4 con nữa, 4 hoặc 5 con nữa. Vậy nên có lẽ mình sẽ lựa chọn là chúng ta nâng cho rồng Orbit nha các bạn. Chúng ta sẽ nâng hai chú rồng Orbit khoảng tầm cấp level 20 thì chúng ta sẽ có thể là nâng lên 1 sao. Và hiện tại thì cũng đang có sự kiện là giảm 50% lượng trái cây, thức ăn khi chúng ta cho rồng ăn đó các bạn. Nên mình sẽ tận dụng điều đó để lát nữa chúng ta sẽ cho những chú rồng chủ lực của chúng ta ăn. Như bạn đã biết thì chúng ta hay có những cái sự kiện mà giảm 50% lượng thức ăn cho rồng thì nó cũng chỉ mới xuất hiện mới đây thôi các bạn. Thì chúng ta sẽ để dành trái cây đến khi có sự kiện này chúng ta sẽ sử dụng các bạn. Khi đó chúng ta sẽ được lời x2, giống như bây giờ mình đang có là 13 mê trái cây thì chúng ta sẽ lời lên nếu sử dụng hết là khoảng tầm 2,6. Rồi, và mình đã nâng xong gọi là phân tách một chú Orbit. Lần sau chúng ta phân tách thêm một con nữa thì chúng ta sẽ tốn khoảng tầm là hơn 6 ngày để có một chú Orbit 1 sao. Còn đây là chú rồng mình mới nhận thưởng khi mà ở trong arena các bạn. Nếu mà chúng ta ở trên run arena 3 thì mỗi lần chúng ta sẽ nhận được là một chú rồng lại gần 1 sao. Còn đây thì chúng ta ở run 2 thì chúng ta nhận được là 120 mảnh. Nếu như chúng ta để dành 120 mảnh này khi mà chúng ta có một con rồng y như vậy thì chúng ta sẽ có 1 sao. Nhưng đây thì cho dù chúng ta có 1 sao đi nữa thì mình cũng không sử dụng nhiều. Nên thôi, tốt nhất là chúng ta hãy summon. Và những chú rồng như vậy thì rất khó có khả năng là xuất hiện. Để mà chúng ta chờ thì chờ đến bao giờ? Nên chúng ta cứ summon đi các bạn. Rồi, và trong đây chúng ta đang có là như lúc nãy gần 3,2 ngàn con. Chúng ta sẽ đi luôn các bạn. Trời ơi, bước đầu tiên chúng ta đi có 1 à. Và có lẽ bây giờ mình sẽ tập trung vào chúng ta leo lên tháp các bạn. Bởi vì chúng ta vừa bị mất một lượng con kha khá là một buổi thu. Và chúng ta còn những cái dạo đầu chúng ta còn đi lăng bang đó các bạn. Đi vào những cái hòm vô danh. Nhưng đúng thiệt là để có những cái mảnh rồng vô danh đó rất là khó. Toàn là mình mở ra trái cây không à. Còn lại thì một lần duy nhất được game. Và đó là lần duy nhất tính tới thì bây giờ. Có lẽ chúng ta sẽ băng qua những cái cỗ máy này, chúng ta bắn lên luôn. Rồi, chúng ta vừa được đi tàu bay siêu tốc và lên được một nấc nữa. Tuy nhiên thì chặng đường trên đây còn dài quá. Không biết chúng ta phải bay thêm bao nhiêu lần nữa. Và số con của mình nghĩ là không đủ quá các bạn ơi. Rồi, nhưng không sao, chúng ta vẫn sẽ là kiểu như là có tham gia sự kiện này. Cho dù là có được chú rồng ở trên hay không, chúng ta cũng đi cho biết. Nhưng mà hình như là cũng có nhiều bạn là chúng ta gần tới đích rồi. Thì nói chung là đây cũng là sự kiện dễ, không phải là như những sự kiện leo tháp hồi xưa rất là khó các bạn. Muốn leo lên thì chúng ta phải gọi là thu con thật là nghiêm túc, kiếm thêm thật là nhiều nguồn con. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn phải là dựa vào sự may mắn của mình. Khi mà đi phải là những cái nước mà 333 rồi 22. Còn nếu mà cứ đi 1212 thì nó rất là khó. Rồi, và chúng ta sẽ đến với lại một cái cỗ máy bắn tiếp theo.
và chúng ta được bay lên thêm cao đấy các bạn. Đấy, chớ trêu thay là chúng ta phải đi qua bên kia, phải đi xuống luôn, bởi vì chúng ta muốn băng qua kia chúng ta không thể đi xuyên tường được các bạn. Nếu như cái này mà đi xuyên tường thì quá dễ rồi, trời ơi lại tiếp tục được một. Ở trên những cái bước này chúng ta sẽ tốn là 150, bắt đầu là thấm rồi đó. Một tiếp các bạn, đấy đã, chúng ta đã gọi là thất thoát một lượng con rồi mà còn quay được một một thế này thì bảo sao. Một tiếp các bạn ơi, liên tục là ba con số 1 111, mình đâu có gọi cảnh sát đâu mà lại nó lại ra như thế này. Và không sao, lần này chúng ta phải đẩy được ba thôi các bạn. Nếu mà 4 số 1 thì nó gọi là tứ quý luôn rồi. Đây thì mở ra được có 10 mảnh, nhưng mà đây là mảnh của Epic. Hình như là cũng có một số bạn nói là ở trên phía trên cao, khi mà chúng ta mở những cái hòm thì chúng ta sẽ được mảnh của những chú rồng và cũng rất là nhiều. Nhưng mà nói chung thì nếu mà không đi được lên trên gọi là trên đỉnh thì chúng ta cũng đi được gọi là me mé ở gần đỉnh, rồi sau đó chúng ta sẽ cua vào những cái hòm để xem trong đó có gì. Nói chung là như vậy rồi, và tiếp tục là nhưng mà 10 mảnh của một chú Epic. Bây giờ mình sẽ bắn lên cỗ máy tiếp theo này. Cái này là 5 bước, mình nghĩ là vẫn chưa lên tới đỉnh đâu các bạn. Mà khi chúng ta lên tới đỉnh rồi thì chúng ta còn phải là đi men men theo ở bên góc, rồi đi xuống, rồi lại đi lên, kiểu giống như là đi vòng đó các bạn. Thì nó lại tốn rất là nhiều con nữa. Nên mình nhắm là có lẽ chúng ta sẽ không đủ để chúng ta đi tới ngôi sao rồi. Nhưng mà nếu mà lên đỉnh thì chúng ta sẽ đủ các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ bay lên nè. Rồi. Và cái trụ kia, cái cột kia thì sẽ bắn mình lên là 9 bước. Thì mình nghĩ chúng ta sẽ lên đỉnh luôn, vì trên đỉnh cũng cách không còn xa. Rồi, và trên đó thì cũng có nhiều cái hộp, hộp màu tím tím là mảnh của Legend giống vậy nè các bạn. Thì không biết những cái hộp trên kia thế nào, còn những cái hộp dưới đây thì ra sao, nhưng chắc chắn là những cái hộp dưới đây thì nó không ngon bằng hộp trên kia rồi. Gọi là con nào của nấy mà. Đây, mình sẽ mở ra một cái hộp thử xem. Rồi, và chúng ta vô tình lại được 5 mảnh của chú Kratos. Thực ra thì có như không các bạn ơi. Rồi, và chúng ta lại tiếp tục. Qua đây thì chúng ta lại lấy được, chủ yếu là lấy thêm được thức ăn và lấy thêm được vàng các bạn. Bởi vì chúng ta cũng đang ở trên level cao và chúng ta ở đây thì đứng lại rồi. Đây, bắn lên 9 cái thì mình nghĩ là lên trên đỉnh, nhưng mà chúng ta phải đi vòng rồi sau đó mới tới được ngôi sao. Nhưng mà với lại thời gian thế này thì chúng ta chỉ còn lại là khoảng tầm 2 đợt thu là 1K2, và còn lại chúng ta phải cố gắng là xem quảng cáo thôi các bạn. Nếu mà xem quảng cáo may mắn tiếp tục lại được 1.000 con thì may ra. Còn như tình hình này thì mình nghĩ là chắc không ổn rồi. Nhưng không sao, chúng ta vẫn tham gia sự kiện. Dù sao thì chuyện chúng ta để mất 600 con có thể là ngoài ý muốn. Còn bây giờ chúng ta có lẽ chúng ta sẽ đánh lanh quịch và bật luôn tháp các bạn. Đấy, mình vừa búc tháp là trong vòng 59 phút nữa thì chúng ta sẽ tha hồ chúng ta đánh. Đây thì mình sẽ đánh lanh quịch và cố gắng chúng ta cứ mỗi video chúng ta sẽ đánh những cái lượt mà đánh hạng ở sau đó để mà chúng ta lên rank Master 3 các bạn. Dù sao thì bên nick phụ của mình chúng ta vẫn chưa một lần nào là đặt chân đến vùng đất của rank Master 3, nên trong mùa lần này chúng ta sẽ cố gắng luôn. Bởi vậy cứ mỗi video ở đằng sau thì mình cũng làm nhanh thôi các bạn. Chúng ta để tốc độ là x3, chúng ta sẽ đánh rất là nhanh. Còn nếu mà chúng ta có những trận đánh mà từ từ, từ tốn và bình luận cũng chậm chậm thì có lẽ chúng ta sẽ để tốc độ là x1 hoặc x2. Nhưng không sao, khi đầu chúng ta cũng làm một số và làm những cái tiêu đề chính rồi. À đúng rồi, chúng ta vẫn còn là trái cây. Thì bây giờ mình sẽ nhân tiện là chúng ta đang có sự kiện là giảm giảm phút, nên chúng ta sẽ cho những chú rồng ăn nữa các bạn. Rồi, đánh lấy được 3 game là ok rồi. Thì đây, chắc chắn rồi, chúng ta sẽ để ý đến là Horoi Rogan, cựu vị hồ ly, đã trợ giúp chúng ta rất là nhiều trong những gọi là tập phim, và cũng gọi là trợ giúp cho chúng ta rất là nhiều luôn. Và bây giờ mình đã nâng lên là cấp 50 như ban đầu dự định. Chúng ta chỉ nâng Horoi lên cấp 50, nhưng vì Horoi được các bạn ưu ái rất là nhiều nên mình sẽ dùng
hết cái lượng trái cây còn lại để chúng ta nâng Horai lên max level của 3 sao luôn nha các bạn. Thì max level của 3 sao là level 55. Khi đó thì chúng ta không thể nâng lên được nữa. Cũng như là việc mà chúng ta nâng Horai lên 4 sao dường như là một điều gì đó mà nó quá là xa vời, trừ khi mà có sự kiện Light Horai, mà khi đó chúng ta lại có game rồi có những cái con mà để chúng ta like thì điều đó mới xảy ra. Còn không thì nó gọi là quá khó các bạn. Nhưng sao nói chung thì chúng ta đang có một chú Legan, gọi là Legan khác, mà chúng ta có 4 hệ và chúng ta được 3 sao cấp 55 là một điều gì đó rất là ok rồi. Nếu như 4 sao thì nâng lên được cấp 60, còn 5 sao thì chúng ta mới có thể là nâng lên tối đa là 70 các bạn. Như vậy thì chúng ta đang chờ Kratos 5 sao để mà chúng ta tiếp tục là tích trái cây, và chờ đến sự kiện như vậy chúng ta sẽ cho Kratos ăn. Đây các bạn, chúng ta đang có Horai đặc biệt là có 4 hệ và chúng ta có thể khắc chế được 6 hệ. Khi mà chúng ta có hệ Legend khắc chế được một hệ này, hệ lửa 2 hệ, hệ băng cũng 2 hệ, nhưng mà chúng ta đã khắc chung một hệ với hệ lửa là hệ lá rồi. Chúng ta chỉ còn lại là một hệ, còn hệ lá thì khắc chế được thêm 2 hệ nữa là hệ ánh sáng và hệ nước. Vì vậy chúng ta có thể khắc chế tổng cộng là 6 hệ và chúng ta còn có hệ Legend ở đầu tiên, nên phải nói là Horai rất là ngon nha các bạn. Đây, những hình thái của Horai chúng ta có thể thấy là sự phát triển rõ rệt. Rồi, nói chung rất đẹp, skill đồ gì nói chung là mình rất là vui mừng khi chúng ta có thể là lấy được Horai trong một cái sự kiện tưởng chừng như là vô lý nhưng lại cực kỳ là thuyết phục các bạn. Và sắp tới chúng ta cũng có những cái sự kiện mà rất ngon đang chờ đón, nên nếu bạn nào mà bỏ lỡ những cái sự kiện trước kia thì chúng ta hãy cố gắng để tập trung vào những cái sự kiện sau này nhé các bạn. Rồi, mặc dù vậy thì chúng ta vẫn còn là một ít trái cây các bạn. Đúng là sự kiện mà giảm 50% lượng trái cây này quá ngon. Rồi, và chúng ta như thường lệ chúng ta sẽ để cho rồng mùa thu hớp một miếng kinh nghiệm. Vậy là từ rồng mùa thu từ cấp 45 lên được cấp 47, còn Horai chúng ta từ cấp 48 lên được cấp 55, xem như là một cái gì đó cũng là thu hoạch lớn đó các bạn. Thì sau này không biết là vẫn còn nhiều sự kiện cho ăn 50 không, nhưng mà mình nghĩ chúng ta vẫn nên tranh thủ các bạn. Rồi, cũng giống bây giờ chúng ta sẽ tranh thủ là đánh Arena ở môi trường bóng tối luôn, bóng tối 2. Bởi vì khi mà chúng ta vừa rồi reset mùa, chúng ta không bị rớt xuống là bóng tối 1, nên bây giờ chúng ta có cơ hội lên bóng tối 3 rất là lớn. Vì bây giờ mình đang được sử dụng là sức mạnh của Kratos cấp 60, cùng với đó là chúng ta mới nâng Horai lên, mà chúng ta để 48 vẫn ok rồi. Còn bây giờ thì 55 thì càng ngon nữa chứ sao. Và đấy, chúng ta không thể đùa được với lại tiên nhân 5 sao cấp 62 đó các bạn. Nếu mà tiên nhân 5 sao cấp 60 cũng là cấp 70 thì cũng là một cái điều gì đó mà cực kỳ là khiến chúng ta khó chịu. Đây rồi, chúng ta vừa mở ra được một số mảnh. Trong đây thì chúng ta lại tiếp tục là những trận đánh, thì đôi lúc gặp những đối thủ cũng rất là mạnh. Nhưng hiện tại thì chúng ta đang có bút tháp nữa các bạn. Đấy, một đánh của Horai gần gọi là hơn 50 ca máu rồi. Đây là có bút tháp nha các bạn. Còn nếu chúng ta không bút thì cũng không biết lượng sát thương là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ là cũng gần 50k. Đây rồi, của vị hồ ly chúng ta cũng rất là trâu. Còn rồng pha lê xanh chúng ta cũng đang được bút tháp, nên sức mạnh đang rất là đáng gồm nha các bạn. Thì để tận dụng việc chúng ta có thể là leo arena, thì trước khi đánh 6 trận hoặc là trước khi chúng ta đánh luôn là language thì chúng ta hãy bút tháp nha các bạn. Mỗi ngày thì chúng ta sẽ được bút một lần. Mỗi lần búp xong thì chúng ta sẽ phải chờ là 24 tiếng, tương đương với một ngày. Nhưng mà không sao, cứ mỗi ngày như vậy thì nó dần dần chúng ta đánh cũng lên đó các bạn. Bởi vì thời gian của một mùa giải rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không phải là cứ đánh thắng liên tục, chúng ta thắng lai rai cũng được. Cứ chọn đối thủ mà chúng ta nhắm đánh được thì chúng ta hãy đánh nha các bạn. Còn nếu mà trường hợp chúng ta bí quá thì chúng ta có thể là đổi một dàn rồng yếu hơn, để mà chúng ta có thể là tận dụng những cái lượt sau này gỡ lại điểm, chúng ta gỡ lại có thể sẽ cao hơn việc chúng ta bỏ đi. Và bây giờ chúng ta đang gặp một chú rồng Herit mà 45 một sao cũng không phải là trở ngại gì quá lớn, khi bây giờ Horai và cả Kratos chúng ta đều hơn 100 ca máu rồi. Những chú rồng Herit cấp 45 và một sao thì là mắt của một sao, nhưng mà lượng máu thì chỉ đạt là 95 thôi các bạn.
Còn bây giờ lượng máu của Hora chúng ta đã đạt là hơn 100k, và lượng sát thương là chắc chắn là sẽ cao hơn là so với lại Herit rồi. Đấy, chúng ta đang có những cái phát đánh mà cực kỳ là thấm lúc các bạn. Vẫn còn hai lượt nữa. Và chúng ta hiện tại thì dường như là đang không ngán đối thủ nào. Và tiếp tục chúng ta lại gặp một chú rồng tiên nhân 5 sao và cấp 62 các bạn. Đấy, không thể đùa được với tiên nhân này rồi. Và chúng ta bắt buộc là sử dụng nanh trắng để mà chúng ta câu máu. Trời ơi, đánh thấm quá vậy. Được rồi, và chúng ta sẽ sử dụng là rồng pha lê xanh. Thực ra thì nếu mà đối đầu như rồng pha lê xanh và tiên nhân thì chúng ta có rất là nhiều lợi thế. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta nâng rồng tiên nhân thì nó gọi là nhanh và cũng đỡ rất là đỡ tốn công. So với lại nâng những chú Epic khác thì chúng ta hãy chọn là rồng tiên nhân các bạn. Và chúng ta hãy để yên chiêu 1 của rồng tiên nhân là tuyệt chiêu hệ lửa. Đó là tuyệt chiêu mà nó phụ ra chứ không phải là nằm trong tuyệt chiêu chính. Nhưng mà nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong nhiều tình huống đó các bạn. Ví dụ như là chống lại băng hay là chống lại lá. Rồi, đôi khi thì có những chú rồng mà có những tuyệt chiêu không nằm trong hệ. Nhưng chúng ta cũng đang đoán về chú rồng Herit, gọi là ba hệ đầu tiên, thì không biết ba tuyệt chiêu của chú rồng đó sử dụng sẽ có tuyệt chiêu nào nổi bật thay thế vào tuyệt chiêu đó hay không. Hay là những đòn đánh thường, hay là những tuyệt chiêu mà kiểu như là có đặc biệt đó các bạn, thì chúng ta vẫn chưa biết được. Dù sao thì chú rồng vô danh sẽ trở nên hấp dẫn khi mà chúng ta vẫn còn rất là nhiều bí mật về chú rồng ấy. Rồi, và có lẽ Kratos sẽ kết thúc trận đấu này và chúng ta sẽ giành chiến thắng là tiếp tục là 6 màn nhé các bạn. Đấy, mỗi lần chúng ta lên từ từ. Rồi, bao giờ mình đã được là 11k4 rồi. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ đặt chân lên rank Master 3 các bạn. Và có lẽ video của chúng ta đến đây hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.